Chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh giá heo hơi 24 giờ hôm nay. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường giá heo tại Việt Nam. Lời đầu tiên ban biên tập xin gửi đến quý anh chị và các bạn lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công và gặp nhiều may mắn. Nếu như đây là lần đầu tiên anh chị và các bạn đến với kênh này thì rất mong anh chị và các bạn bấm vào nút đăng ký bên dưới để ủng hộ kênh và không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Sau đây là nội dung chi tiết giá heo hơi ngày 22 tháng 4 năm 2024, ghi nhận giá heo hơi sẽ tiếp đà tăng trong tuần tới. Nhìn chung, giá heo tăng giải rác. Hiện tại, giá khảo sát ở các tỉnh thành giao động trong khoảng 59.000 đến 63.000 đồng vượt kg. Đây cũng là mức giá khá tốt và hầu hết bà con chăn nuôi đều có lãi. Giá heo hơi tại miền Bắc cao nhất 63.000 đồng một kg. Theo ghi nhận, giá heo hơi tại miền Bắc tăng cao nhất 2.000 đồng một kg so với cuối tuần trước. Hiện tại, hai tỉnh Vĩnh Phúc và Tuyên Quang có giá heo hơi ở trung mức 62.000 đồng ruột kg, tăng 2.000 đồng trượt kg. Thương lái tại Hà Nội đang giao dịch heo hơi với giá cao nhất là 63.000 đồng 1 kg sau khi tăng 1.000 đồng trượt kg. Các địa phương còn lại cùng tăng 1.000 đồng trượt kg, hiện ghi nhận trong khoảng 61.000 đến 62.000 đồng trượt kg. Nhìn chung mức tổng thể giá heo hơi tại miền Bắc dao động trong khoảng 61.000 đến 63.000 đồng 1 kg đây được xem hiện là mức giá rất tốt đối với bà con chăn nuôi và đã có lãi. Giá heo hơi tại miền Trung, Tây Nguyên quanh mốc trung bình 60.000 đồng một kg. Thị trường heo hơi miền Trung, Tây Nguyên ghi nhận tăng 1.000 đồng/kg ở nhiều nơi. Cụ thể, giá heo hơi tại thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Khánh Hòa được nâng lên mức 59 và 60.000 đồng/kg. Các tỉnh Thanh Hóa, Lâm Đồng, Bình Thuận. Ninh Thuận và Đắk Lắc điều chỉnh giao dịch lên mức 60.000 đồng 1 kg và 62.000 đồng trên kg tùy khu vực. Hiện tại, giá thu mua heo hơi ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên trong khoảng 59.000 đến 62.000 đồng 1 kg. Giá heo hơi tại miền Nam trong khoảng 60.000 đến 62.000 đồng 1 kg. So với các vùng miền khác, tại miền Nam gần như giá ổn định mức khá cao trong thời gian dài. Đến nay giá heo hơi tiếp tục tăng thêm 1.000 đến 2.000 đồng trên kg. Cụ thể, tỉnh Vĩnh Long, Cần Thơ và Bến Tre điều chỉnh giá heo hơi lên trung mốc 60.000 đồng 1 kg, tăng 1.000 đến 2.000 đồng trên kg tùy khu vực. Tỉnh Tây Ninh tăng 2.000 đồng một kg lên 62.000 đồng 1 kg. Thương lái tại Bình Phước, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Vũng Tàu đang thu mua heo hơi với giá 61.000 đến 62.000 đồng trên kg sau khi tăng 1.000 đồng 1 kg. Giá heo hơi khu vực miền Nam dao động trong khoảng 59.000 đến 62.000 đồng/kg. Nhìn chung, giá heo hơi tuần qua tăng cao nhất 2.000 đồng nguồn kg. Hiện tại, giá khảo sát ở các tỉnh thành giao động trong khoảng 59.000 đến 63.000 đồng chột kg. Trên thế giới cũng như ở Việt Nam, mối lưu tâm ngày càng tăng về an toàn thực phẩm đòi hỏi thức ăn cho heo phải có chất lượng cao để bảo đảm thịt an toàn. Dần dần, người chăn nuôi chuyển hướng từ cám heo thông thường đến các loại cám chất lượng cao, có chức năng cải thiện hệ miễn dịch của động vật, kháng lại các bệnh đặc hữu cũng như giảm nguy cơ rối loạn trao đổi chất, nhiễm độc axit, bị thương và nhiễm trùng. Hơn thế nữa, sự gia tăng của nhu cầu thịt heo hữu cơ của người tiêu dùng ở các nước phát triển, cùng với việc áp dụng các phương thức chăn nuôi heo mới và duy trì tiêu chuẩn chăn nuôi cao tạo ra một triển vọng tốt cho thị trường cám heo Việt Nam nói riêng và toàn cầu nói chung. Theo chuyên gia chăn nuôi Nguyễn Văn Trọng, khả năng Trung Quốc tăng cường xuất khẩu thịt heo khi nhu cầu trong nước suy yếu sẽ ảnh hưởng gián tiếp đến thị trường heo của Việt Nam. Nhận định về ảnh hưởng động thái giảm đàn, tăng xuất khẩu của Trung Quốc lần này tới thị trường heo Việt Nam, ông Nguyễn Văn Trọng, nguyên phó cục trưởng cục chăn nuôi nhận định sức ảnh hưởng của thị heo Trung Quốc đối với Việt Nam đã giảm trong những năm qua. Nếu Trung Quốc đẩy mạnh xuất khẩu, đồng nghĩa giá heo hơi trên toàn thế giới sẽ chịu áp lực giảm. Điều này dẫn đến giá nhập khẩu chính ngạch của Việt Nam từ các nước trên thế giới giảm xuống, ảnh hưởng đến thị trường nội địa, ông nói. Thị trường ba miền những ngày qua giá heo liên tục bật tăng, bà con chăn nuôi nắm bắt cơ hội giá tốt nên xuất chuồng khá nhiều dẫn đến tình trạng cung vượt cầu. Điều này khiến giá heo trứng lại theo. Tuy nhiên với lượng tiêu thị cũng khá tốt nên hầu hết cả ba miền giá chỉ đứng yên chứ không giảm. Bên cạnh đó giá thức ăn cũng giảm nên đối với bà con chăn nuôi cũng giảm bớt gánh nặng. Các chuyên gia dự kiến sắp tới giá sẽ tiếp tục ổn định và bật tăng thêm. Theo chuyên gia chăn nuôi Nguyễn Văn Trọng, khả năng Trung Quốc tăng cường xuất khẩu thịt heo khi nhu cầu trong nước suy yếu sẽ ảnh hưởng gián tiếp đến thị trường heo của Việt Nam. Trong khi giá heo hơi duy trì đà tăng thì giá thức ăn chăn nuôi lại có xu hướng giảm. Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giá nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi quý 1 năm 2024 giảm 12 đến 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều đang lo ngại nhất trong đó là nhập khẩu thịt gia cầm, thịt lợn và thịt trâu có xu hướng tăng, trong khi nhập khẩu thịt bò giảm so với cùng kỳ năm 2023. Đáng chú ý, với mức giá khoảng 55.000 đồng/kg, thịt lợn nhập khẩu còn rẻ hơn cả giá thịt lợn hơi xuất chuồng nội địa, 58.000 đến 64.000 đồng/kg. Giá rẻ cùng số lượng thịt nhập khẩu ngày càng tăng dẫn đến tình trạng khó kiểm soát chất lượng. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Trọng, nguyên phó cục trưởng Cục Chăn nuôi cho biết đà tăng của giá heo hơi được hỗ trợ bởi nguồn cung giảm trong khi nhu cầu trong nước tăng lên. Ông lớn trong ngành tăng giá bán là tín hiệu tích cực cho thị trường nên nhiều người chăn nuôi rất phấn khởi. Xu hướng tăng giá heo hơi hiện nay kéo giá heo giống tăng theo khi nhiều người chăn nuôi rủ nhau tái đàn. Cùng với đà tăng của giá heo hơi, giá heo giống trong ngày hôm nay cũng đồng loạt tăng. Cụ thể, giá heo giống tại miền Bắc tăng 10.000 đồng con lên mức 1,62 triệu đồng con; tại miền Trung tăng 20.000 đồng con lên mức 1,43 triệu đồng con; tại miền Đông và Tây Nam Bộ cùng tăng 40.000 đồng chốt kg lần lượt lên mức 1,58 triệu đồng con và 1,38 triệu đồng con. Theo các chủ trại chăn nuôi, từ sau Tết Nguyên Đán 2024, giá heo hơi có xu hướng tăng hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân là do nguồn cung heo giảm hơn trong khi thị trường tiêu thụ vẫn ổn định. Hiện nay, các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ giảm đàn hoặc treo chuồng nhiều do chăn nuôi heo không còn mang lại lợi nhuận tốt. Chăn nuôi heo, nhất là chăn nuôi nông hộ, hiện đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như rủi ro dịch bệnh cao, giá thức ăn chăn nuôi và các chi phí đầu vào khác hình thành mặt bằng giá mới cao hơn so với trước. Thị trường tiêu thụ dễ biến động vì ảnh hưởng khó khăn chung của nền kinh tế. Cục chăn nuôi nhận định, thời gian tới, do nguồn cung nguyên liệu ổn định và giá giảm nên giá thức ăn chăn nuôi thành phẩm trong nước sẽ tiếp tục theo xu hướng giảm. Điều này làm thuận lợi cho bà con chăn nuôi rất nhiều. Theo ông Nguyễn Văn Lâm, tri cục trưởng tri cục chăn nuôi và thú y tỉnh Phú Yên, để hạn chế rủi ro, tránh gặp phải tình trạng cung vượt cầu, đẩy giá giảm như lâu nay, người chăn nuôi phải hết sức cẩn trọng khi tính đến chuyện tăng đàn. Để nâng cao hiệu quả, bà con nên tập trung đầu tư chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, kiểm soát được các rủi ro trong chăn nuôi, đa dạng hóa đối tượng nuôi để tăng nguồn thu. Chủ động tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm theo đúng quy định đồng thời xây dựng phương án dự phòng trong trường hợp phải dùng máy phát điện. Trên thực tế, không ít những sự cố về điện xảy ra trong thời điểm nắng nóng không được xử lý kịp thời đã gây thiệt hại lớn cho người chăn nuôi. Nếu heo hơi duy trì được mức giá từ 60.000 đồng một kg thì người chăn nuôi sẽ có được lợi nhuận ổn định, an tâm phát triển sản xuất. Ngoài việc heo hơi tăng giá, hiện nay, giá thức ăn chăn nuôi cũng đang giảm. Trong quý 1, giá thức ăn hỗn hợp giảm từ 10 đến 15% tùy loại. Cũng theo bộ này, khả năng trong thời gian tới do nguồn cung nguyên liệu ổn định và giá giảm nên giá thức ăn chăn nuôi thành phẩm trong nước sẽ tiếp tục giảm. Cục chăn nuôi dự báo nguồn cung thịt gia súc, gia cầm vẫn cơ bản được bảo đảm, nhu cầu tiêu thụ không tăng cao khi thời tiết chuẩn bị bước vào giai đoạn nắng nóng, nên dự báo giá các sản phẩm gia súc, gia cầm có khả năng giảm khi bước vào mùa nắng nóng. Về khía cạnh môi trường, trong thời gian vừa rồi, do chăn nuôi phát triển khá nóng cho nên cũng chưa được quan tâm và quản lý môi trường tốt, Cùng với việc biến đổi khí hậu nên vấn đề dịch bệnh vẫn phức tạp và điều đó cũng làm tăng lên chi phí của sản xuất chăn nuôi, tăng thêm về giá thành và giảm cạnh tranh. Theo các chuyên gia, giá heo giống đang tăng cao khiến nhiều hộ chăn nuôi gặp khó khăn trong việc tái đàn, từ đó ảnh hưởng đến nguồn cung thịt heo trên thị trường. Song, trong thời gian tới, giá heo giống có thể giảm do nguồn cung heo giống dần được cải thiện. Tuy nhiên, giá heo giống vẫn sẽ ở mức cao hơn so với trước đây. Theo báo cáo của Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giá heo hơi xuất chuồng từ đầu năm 2024 đã tăng nhanh trên cả nước so với thời điểm cuối năm 2023. Trong lúc giá heo hơi tăng, giá thức ăn chăn nuôi giảm đã giúp người chăn nuôi có được lợi nhuận, vì vậy không ít người tính chuyện tăng đàn. Tuy nhiên, sức tiêu thụ trên thị trường hiện vẫn chưa tăng mạnh. Trong khi đó, theo số liệu thống kê từ Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện nay, tổng đàn heo của cả nước có khoảng 24 triệu con riêng quý 1 năm 2024 tăng 3,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này cho thấy đàn heo không hề giảm mà còn tăng, nguồn cung sẽ không bị thiếu hụt. Sự thiếu hụt nguồn cung trong một vài thời điểm hiện nay phần lớn là do trước Tết khi dịch tả heo châu Phi bùng phát, nhiều trang trại, hộ chăn nuôi bán non để tránh dịch dù heo chưa đủ trọng lượng xuất chuồng, cộng với sức tiêu thụ của thị trường tăng mạnh trong dịp Tết vừa qua. Thời gian tới, khi lứa heo hối vụ đạt trọng lượng xuất chuồng, Nguồn cung tăng trong khi nhu cầu vẫn còn thấp nên khả năng heo hơi sẽ không giữ được mức giá cao. Theo nhiều chuyên gia, thời gian qua nguồn cung heo hơi ổn định do trước đó dịch tả heo châu Phi đã khiến người dân không đẩy mạnh tái đàn. Bên cạnh đó, thời gian gần đây cơ quan chức năng kiểm soát tốt các tuyến biên giới không cho heo nhập lậu vào Việt Nam. Mức giá heo hơi như hiện nay đã cao hơn giá thành chăn nuôi, cục xuất nhập khẩu nhận định. Theo nhiều chuyên gia, nguồn cung heo hơi ổn định do trước đó dịch tả heo châu Phi đã khiến người dân không đẩy mạnh tái đàn. Bên cạnh đó, thời gian gần đây cơ quan chức năng kiểm soát tốt các tuyến biên giới không cho heo nhập lậu vào Việt Nam. Nếu việc này được tiếp tục duy trì tốt, ngành chăn nuôi trong nước có thể khởi sắc trong thời gian tới. Để chủ động ứng phó với dịch bệnh đang diễn biến phức tạp và thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên, qua công tác tuyên truyền về tác hại của các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, trong thời gian qua ý thức của các hộ chăn nuôi, cơ sở giết mổ, nuôi nhốt động vật được nâng lên rõ rệt, phối hợp tốt với ngành chức năng trong công tác vệ sinh tiêu độc môi trường trong chăn nuôi ông Dương Tất Thắng, Cục trưởng Cục chăn nuôi, cho biết từ đầu năm 2024 đến nay, giá heo hơi xuất chuồng tăng nhanh trên cả ba miền. Tính bình quân tháng 1, giá đạt 53.000 đồng ruột kg, sang tháng 2 tăng thêm khoảng 4.000 đến 6.000 đồng ruột kg và tiếp tục tăng trong tháng 4. Giá heo hơi tăng mạnh trong thời gian gần đây do các cơ quan chức năng tăng cường kiểm soát heo, bò, gà nhập lậu qua biên giới. Bên cạnh đó, Nguồn cung nội địa giảm cục bộ vì cuối năm ngoái giá heo quá thấp cũng như dịch bệnh khiến nhiều người chăn nuôi xuất chuồng sớm. Ngành chăn nuôi Việt Nam cũng đang gặp nhiều khó khăn với nhiều lý do. Đặc biệt nguồn cung chăn nuôi ở trong nước tăng lên nhưng sức mua lại giảm và cũng không xuất khẩu được. Trong khi đó lượng sản phẩm chăn nuôi nhập khẩu 2 đến 3 năm trở lại đây tăng mạnh. Cụ thể chiếm trên 10% lượng thịt heo sản xuất trong nước với thịt heo nhập khẩu gần 300.000 tấn móc hàm năm, chưa kể số lượng heo nhập khẩu tiểu ngạch không thống kê được tình hình chăn nuôi lợn trên cả nước có nhiều khởi sắc hơn so với các tháng trước. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có báo cáo Thủ tướng, Phó Thủ tướng về bất cập trong công bố hợp quy thuốc thú y. Theo đó, Bộ Kiến nghị Thủ tướng, Phó Thủ tướng cho phép Bộ sửa đổi, bổ sung thông tư số 13 trên 2016 của Bộ Quy định về Quản lý thuốc thú y theo trình tự, thủ tục rút gọn. Bộ cũng cho rằng, việc này vừa bảo đảm thực hiện công bố hợp quy thuốc thú y theo quy định, không phải lấy mẫu giám sát đánh giá chất lượng sản phẩm hàng năm. Vừa không phải đánh giá quá trình sản xuất, góp phần giảm chi phí sản xuất, kinh doanh. Cục trưởng Cục Thú y Nguyễn Văn Long cho biết, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang quyết liệt triển khai các chương trình, kế hoạch quốc gia phòng chống dịch bệnh nguy hiểm trên gia súc, gia cầm và giám sát chủ động sự lưu hành, biến đổi của virus cúm gia cầm tại chợ buôn bán gia cầm sống, gia cầm nhập lậu, giám sát bệnh dại, giám sát virus dịch tả heo châu Phi, dịch lở mồm long móng diễn biến giảm giá hiện nay phù hợp với các dự đoán trước đó của một số chuyên gia trong lĩnh vực chăn nuôi. Cụ thể, giá heo hơi xuất chuồng của Việt Nam đang cao hơn so với các nước trong khu vực tạo ra áp lực thẩm lậu qua biên giới, trong khi đó nhu cầu tiêu thụ nội địa vẫn chưa hồi phục. Về phía người chăn nuôi, mức giá đang ở mức chấp nhận được để bù đắp lại giai đoạn thua lỗ trước đây. Trong năm 2024, nhận định giá có thể tăng cao so với năm 2023 đạt khoảng 58.000 đến 62.000 đồng một kg do nguồn cung suy giảm và cầu tăng trở lại. Vừa rồi là bản cập nhật thông tin chi tiết giá heo hơi ngày 22 tháng 4 năm 2024 được đăng tải trên kênh Giá heo 24h. Cảm ơn các bạn đã xem video và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.